lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà, em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm, tức quá. Không, 4 năm quen nhau chia tay 8 lần, tại quá đào hoa, mất thời gian quá rồi. 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi, anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Nói nhiều quá, giờ dám không gì đó. Vậy em dám không? Xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Chở khách sạn nha, cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa. Tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốc đàn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng một thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng hai thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ánh đúng không? Đó. Xíu thì sao, sao? Nhỏ, nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có à. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi, Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em thả Thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Chà, lâu dữ dạ. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà, em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn, thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có. Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm, tức quá. Không, không liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó không bỏ em đi. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Tháng 2 tháng sau. Đẹp thì mình kể đó, chưa không, gì. Không, kể đi. Cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói chuyện 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ động chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại giờ em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi, sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ, xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà em dạ, bị bắt cặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó cho nên là em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em đó. Nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng. Trời. Lần cuối cùng là 6. Dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu em nhau yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay gì cũng gần 5 rồi. Chi dạ. Là cũng như là cũng cả năm trời. Cả năm hơn, trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn, thì lúc đó thì anh lại quay về.
ảnh muốn là tụi em tái hợp lại lần nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi, anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc đó em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian dở một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thiệt. Tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi hách chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ. Ôi mới ơi. Bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi up đoàn phim của em. Thì hôm đó em up đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi, đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Kêu sao lúc rồi hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà? Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn đóng đinh chắc từ lâu. Cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi, kêu mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em, ông trong trong cái tư thế mà chạy trốn anh hiểu không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà mình ổn là liền không ổn chứ anh. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi em, ví dụ như em là phụ nữ em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh là anh mua một cái máy chạy bộ gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ xong rồi rất là bừa bộn, trời ơi về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo em dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài ra quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy? Em xếp là anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì? Nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không? Để em đó, đợi xíu, luôn nè. Giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Yeah. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để lên kho. Đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có một chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy còn là không? Anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá. Cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ dạ đi chợ nấu ăn hết, xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén, em chanh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao?
Chăm con thì hai chồng em chia đều. Ảnh á? Anh dạ, nói. Anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em rồi em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi. Tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, cái hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi. Và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Và em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em rất, em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì á, thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ á, sống trong một cái gia đình á, mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề á, là một cái điều rất khó khăn á. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy. Chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng nào. Dạ đúng rồi. Mình rất là mệt, mệt lắm. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Ha.